Hello, hello tất cả mọi người. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 ha. Thì như các em biết rồi, ngày hôm qua em về phải nói là rất là nhiều chùy lửa và chùy than, rồi thanh tước nữa ha. Thì hôm nay là Chủ nhật, thì em ngưng hai ba bên thợ, em không có lấy. Do là hôm nay là ngày Chủ nhật thì cũng có một số anh em gửi cho em được một ít thôi, chứ không có nhiều ha. Thì theo như nãy giờ em ra chuồng á, ra học á, thì em thấy có một bé chòe than nó bị lỗi ha, bị lỗi ngoái đó. Bữa nay không có nhiều, bữa nay chỉ có 5 chòe than thôi, với lại 4 chòe lửa bổi thôi. Ngày hôm qua thì phải nói là rất là nhiều người người ta thích những cái chòe lửa đuôi ngắn 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 ngắn, mà hôm qua thì không đủ đáp ứng cho anh em. Mà hôm nay em cứ nghĩ đâu là nhiều, nhưng mà chỉ có được 4 bé thôi đó, được có 4 chòe lửa chống đuôi ngắn và 5 chòe than chống. Và khi mà em ra học á, thì em thấy có một chòe than chống nó bị lỗi. Thì theo như em nãy giờ em đang ngồi quan sát đó, là chòe than ô thứ ba đó hot rồi, huyết chẹp rất là nhiều nhưng mà bị lỗi ngoái rồi. Thì chòe than này em sẽ không bán, em làm event cho anh em chơi trong ngày Chủ nhật. Cái cách mà các anh tham gia cái event ấy, thì anh em chọn giúp em hai cái số, chọn hai số ngẫu nhiên, và cái kết quả xổ số của Đài Tiền Giang ngày hôm nay, hai cái số cuối của giải độc đắc nha. Hai cái số đầu tiên á, xin lỗi, hai cái số cuối á, có nghĩa là năm số ha. Năm số thì có hai cái số đuôi á, giống như mấy anh mà hay chơi kỷ luật số á, thì có hai cái số đuôi. Anh em nào mà chọn đúng hai cái số đuôi của Đài Tiền Giang chiều nay á, thì sẽ được trúng chòe than chống đó hot rồi, móng mắt mỏ đầy đủ hết, chỉ bị lỗi ngoái thôi ha. Đó thì chim thì sẽ hoàn toàn miễn phí ha, nhưng mà anh em đoán giúp em ha, hai cái số của giải đặc đặc biệt nha, hai cái số cuối của giải đặc biệt ngày hôm nay. Và cái anh em nhớ là ghi lại cái số điện thoại giúp em nha, ghi số điện thoại lại. Hai mình chọn hai số xong, sau đó mình chấm một cái rồi mình ghi cái số điện thoại của mình lại. Ví dụ như có trúng thì em sẽ liên hệ lại với mấy anh ha. Thì chim em chỉ có một một chòe than lỗi để em làm cái event này thôi đó. Cho nên là anh em nào mà chọn chọn số đầu tiên á, người nào mà chọn số đầu tiên trúng giải thì em sẽ tặng cho người đó nha. Còn hai người thì em không có thể nào mà em tặng được cho hai người đó, do là em chỉ có một con chim thôi. Thì có 100 số chắc chắn là sẽ có một người trúng rồi. Chỉ có chòe than để làm mini game này thôi ha, còn những chòe than này thì không có bị tạch lỗi gì hết đó. Giá là 350k rồi. Bây giờ tới chòe lửa chống đuôi ngắn nè. Đó, ngày hôm qua về bao nhiêu chim cũng hết. Đó, bữa nay là có bé này độc lắm, y như chim mái luôn nè, đuôi chắc cỡ chừng 11 11 cm đó, nó ngủ nè. Rồi giá là 220k ha. Đây, bên này thì đuôi nó 16 mấy nè. Ê, bên này thì khoảng chừng đuôi 14 thôi. Đây, đuôi khoảng chừng 14 thôi, hơi tôm. Rồi bên này thì đuôi 17 nè, 17 17 hơn nè. Rồi bên này cũng vậy nè, bên này gần 18 luôn nè. Đó, giá là 220k nha mọi người nha. Đó, bữa nay chỉ có 4 chòe than để bán, với lại 4 chòe lửa ngắn đuôi ngắn để bán thôi, chòe lửa trống nha. Rồi bữa nay là sẽ, rồi bây giờ là chuồng số 1 ha. Thì em giới thiệu với tất cả mọi người, thì ở bên này thì em có một chòe lửa mái đuôi 13-7 giá là 800k, chòe lửa trống đuôi 18-7 giá là 450k. Đây, cặp này không phải cặp zin nha, do là em lười em lười em không cho ra cái chuồng chuồng riêng á, em thả chung vô một cái chuồng ha. Đó thì đây không phải là chim zin nha mọi người nha, không phải cặp zin đó. Chòe lửa trống này rất là siêng tạch luôn, hồi nãy em ra nó đứng nó tạch 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 tạch, nó muốn hót luôn, bản đuôi rất là lớn luôn nè mọi người. Nhưng mà do là chim người ta đóng thùng người ta gửi về cho em á, nó hơi dơ cái đuôi ha. Đó thì về tắm rửa sạch sẽ lại thôi, rất là ok ha. Đó, nói sơ lại với tất cả mọi người nè. Đó, mái á, là đuôi 13-7 giá là 800k, trống á, là 18-7 450k. Rồi qua bên này đuôi 19 ha, chuồng số 2 đuôi 19 dáng phải nói là dáng cũng đẹp lắm, dáng cũng đẹp lắm mọi người. Đó, để em quay xa xa ra trước cho các anh xem cái dáng của nó cái đã. Rồi bây giờ quay qua đây nè. Đó, giá nè, chuồng số 2 giá đuôi 19 cộng nha mọi người nha, có nghĩa là hơn 19 á, giá là 700k. Đó, đẹp lắm. Ở đây em bán chim gì nó cũng đẹp hết đó, không đẹp sao bán được. Đó, tại vì có nhiều anh đóng đóng góp cái ý kiến ở trong cái bình luận đó, kêu
ông Thành này ông bán chim sao chim nào ông cũng giới thiệu đẹp, dĩ nhiên rồi, mình bán chim mình phải giới thiệu chim đẹp, nhưng mà nó đẹp thiệt đó. Các anh cũng thấy rồi, em bán chẻ lửa là không đủ để bán cho mấy anh luôn, về có ngày cả 100 con nữa. Rồi bên này là đuôi đuôi 20 ha, đuôi 20 mà nó bị mẹ một bên thì giá nó là 800k, nếu mà nó không mẹ thì giá nó tới 1,3 triệu rồi nè. Coi đó, cái mẹ đuôi nè đó. À, đuôi hơi tôm nha mọi người nha, đuôi hơi tôm thì anh em chịu khó nuôi lông mùa sau sẽ rất là ok luôn đó. Đuôi nè, dáng nè đó, dáng đẹp không, dáng đứng bên tre, dáng đứng bên tre đó. Đó đuôi bị mẹ nè, đuôi nó hơi tư đuôi phía sau với lại mẹ một bên ha, gãy một bên đó. Các anh thấy cái đuôi trên phía trên không, đó nó bị gãy một bên cho nên cái giá nó rẻ lắm đó, giá có 800 mà. Chứ nếu mà nó đủ đuôi 20 thì nó tới 1,3 triệu lần. Rồi. Chuồng số 4. 21 nè. Đuôi 21 nè. Bản lớn nè, mi nhon nè, xiên tạch nè. Tạch hội tụ, phải nói là hội tụ những cái đặc điểm đó, các anh đang kèm. Đó, thấy chưa? Đó, hội tụ những cái yếu tố mà của cái người mà chơi chè lửa người ta rất là thích. Đó, giá bèo lắm, có 2 triệu tư à. Đó. Rất là mi nhon mà bản đuôi rất là to đó, tập thì các anh thấy rồi ha, khỏi phải chê đó, rất là đẹp luôn đó. Bán chim mà không khen chim đẹp sao bán được, mà đẹp thiệt đó, đã lắm, nghe giọng tập thôi là em thấy mê rồi đó, chưa 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 kể là nhìn thấy cái tướng của nó, nhìn thấy tướng của nó là còn mê nữa đó. Em thường em cứ quay nó cứ mờ mờ ảo ảo nữa, tại vì các anh biết sao không? Thanh niên đó, thanh niên đàn ông gì cũng vậy, làm gì cũng vậy, cứ nhìn thấy cái gì mà cứ chừng 50-50 thôi là mê lắm, mê sống đầu phải bắt cho bằng được đó, phải nhìn cho bằng được, mà tới hồi nhìn kỹ rồi ấy, thì nó lại chán đó. Cho nên là em thường em quay cứ mờ mờ ảo ảo vậy ấy, cho mấy anh bỏ tiền túi ra mấy anh lấy về các anh nhìn thực tế nó mới đã đó. Rồi bên này là chuồng số 5 nha, một bên đuôi là 19 2, một bên đuôi là 20, rồi giá là 1,2 triệu. Ngày hôm qua cũng có bé giống như này nè đó, bữa nay là cũng có bé. Đây, thì anh em chịu khó về ôm lông, bé này đuôi tôm đẹp lắm mọi người. Thì về ôm lông mùa sau ha, chịu khó mình chăm lông, cái lúc nó thay lông á mình chăm mồi rồi này nọ cho nó kỹ kỹ chút xíu ha. Thì đó nó không có bị so le. Đó, do là ở trong rừng hay là gì nó thiếu thốn mồi màng không đủ ăn cho nên nó hơi so le chút xíu. Đấy, nhiều khi có mấy anh chè lửa đuôi mà khi mà các anh thay lông á, có những cái con chim á nó không có bị so le, nhưng mà tới hồi mình về mình nuôi cái nó thay lông nó so le là chuyện bình thường, còn những cái con chim mà nó bị so le mình về mình nuôi nó lại hết so le đó, nó cũng là rất là bình thường, hoặc là mình nuôi nó sẽ ra dài hơn hoặc là nó sẽ ngắn hơn đó. Thì cái vấn đề này thì ai cũng biết hết, anh em nào chơi chim ai cũng biết hết đó, cho nên em phải nói rõ. Đây chuồng số 5 19 2, một bên là 20, giá là 1,2 triệu nha. Hôm nay không có nhiều chim đâu nhưng mà có được nhiều, cũng nhiều nhiều chim đuôi dài. Rồi bên này là đẹp lắm luôn nè, chuồng số 6 nè, chuồng số 6 đuôi tôm xiên tạch, một bên đó là 20,04, một bên là 21 ha, giá có 2 triệu à, các anh thấy không, giá có 2 triệu à, do nó bị so le, nhưng mà được một cái là đuôi tôm đẹp bản lớn lắm, đuôi tôm đã lắm, đuôi tôm bản lớn đẹp lắm nha mọi người nha, đó, đó cứ mờ mờ ảo ảo như này cho mấy anh nhìn mấy anh mê, có bây giờ kê sát lại nè, đó. Đó cái dòng chim ở đây em bán phải nói về rất là mau chơi cho nên là bao nhiêu chim cũng không đủ đó, đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Đó đó cứ mờ mờ ảo ảo này, không biết là có cái phần mềm nào quay cho nó mờ 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 không, em sử dụng cái phần mềm đó em quay đó để mà thu hút khách hàng đó, chứ mà quay clip mà quay rõ quá mấy anh mua bán không kịp, cho nên giờ phải quay nó mờ mờ chút xíu. Giờ anh chơi chứ hôm nay không có nhiều cho nên là nói chuyện nó hơi lâu ha, với lại nó hơi nhảm nhảm chút xíu thì mong tất cả mọi người thông cảm ha. Đó đẹp lắm luôn nha, đuôi tôm bản lớn so le, so le thì nó có giá so le, mẻ đuôi nó có giá mẻ đuôi, tất cả chim ở đây em bán nó có những cái yếu tố đặc điểm gì thì em đều quay ở trên clip em nói rõ cho mọi người nha, chứ để tới hồi mua rồi xong rồi về kêu là ủa sao nó bị mẻ đuôi thì rõ ràng rồi, nó mẻ đuôi em đã báo là nó mẻ đuôi rồi
Rồi đó, thì bây giờ là có 4 chè than trống nè, một chè than số 3, chuồng số 3 ha, để làm cái mini game ha. Còn ở phía dưới này thì có 1, 2, 3, 4 chè lửa đuôi ngắn, đồng giá là 220k một bé. Tất cả chim này không có tạch lỗi gì hết. Đó, tạch lỗi như chè than này thì làm cái mini game cho mấy anh rồi. Rồi ok, xin chào và xin kính chúc tất cả mọi người một cái ngày chủ nhật thật là nhiều sức khỏe cũng như là gặp được nhiều cái niềm vui trong cái ngày mới. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại.